Thưa quý vị và các bạn, Bảo Lạc là huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện nội dung đột phá phát triển nông nghiệp an toàn và cây đặc sản theo hướng hữu cơ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lạc lần thứ 21 đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc đã triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tới 17 xã thị trấn trên địa bàn. Theo đó, tiếp tục xác định phát triển sản xuất nông lâm nghiệp là thế mạnh, tạo đòn bẩy để ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài những giống đặc sản nổi tiếng như lê vàng, mắc cọt, tỏi thơm, thì gạo nếp hương của xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc là một trong những đặc sản nổi tiếng làm nên thương hiệu của vùng đất này. Nhờ loại cây trồng đặc hữu này mà đời sống người dân đã có nhiều cải thiện hơn so với trước đây. Tôi cũng trồng được trên 1 ha, thu hoạch về tôi bảo quản nó tốt, rồi tất cả từ cái khâu làm mạ rồi đến khâu chăm sóc thì phân bón bằng phân chuồng, không dùng phân hóa học để bảo quản tất cả thứ, là mình cũng gieo trồng đúng theo cái phương châm của mình để đạt chất lượng cái hạt lúa nó thơm dẻo hơn. Xã Xuân Trường hiện có 14 xóm hành chính với 4 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao cùng sinh sống. Trước đây, ở vùng đất này đã duy trì trồng nếp hương với diện tích gần 15 ha tại 6 xóm vùng đồng. Hộ nào cũng cấy giống lúa này chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt gia đình, dùng trong những ngày Tết. Đây là gạo nếp đặc sản cho giá trị kinh tế cao, nhưng những năm gần đây, diện tích trồng giống lúa này có chiều hướng giảm dần do giống bị thoái hóa, nhiễm sâu bệnh nhiều, năng suất giảm. Bà con dần dần ít trồng nên khả năng biến mất của loại đặc sản này rất cao. Trước thực trạng đó, từ những năm 2011, dự án nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng giống nếp hương Bảo Lạc được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhằm khôi phục, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống lúa đặc sản nếp hương của địa phương làm cơ sở tiến tới xây dựng thương hiệu gạo nếp đặc sản của Cao Bằng. Sau khi thực hiện dự án này, đã cho thu hoạch được khoảng 3 tấn giống thuần chủng, đảm bảo cấp cho nhân dân trồng đại trà trên diện tích 60 ha. Nhờ đó, đến nay, Xuân Trường có được một loại cây trồng đặc hữu, trở thành hàng hóa, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu chính đáng. Thực hiện chương trình chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi ở trên địa bàn xã, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các xóm vận động người dân đưa các giống mới vào sản xuất, như là giống lúa G02, giống lúa Sen Cù. Bên cạnh đó, thì Ủy ban nhân dân xã cũng chỉ đạo nhân dân các xóm là duy trì và phát triển cây thế mạnh của địa phương, đó là giống cây nếp hương. Cây nếp hương thì được canh tác hoàn toàn là theo phương pháp và khoa học kỹ thuật và đảm bảo chất lượng, năng suất và sử dụng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất. Từ đó thì cái giá trị của cây nếp hương được nâng cao. Bên cạnh trồng các loại lúa thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã chỉ đạo nhân dân là mở rộng diện tích trồng cây lê vàng và cây mận máu, là những cây đặc sản có cái thế mạnh tại địa phương, thì từ đó đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Không chỉ có nếp nương Xuân Trường, mà trên địa bàn huyện Bảo Lạc hiện có nhiều loại cây trồng đặc hữu, được chính quyền địa phương chú trọng quan tâm để phát triển thành chuỗi hàng hóa có giá trị như lê vàng, mận máu, trúc. Huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung đột phá phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản theo hướng hữu cơ. Kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản theo hướng hữu cơ. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của kế hoạch đề án. Nội dung triển khai được nhân dân đồng tình ủng hộ, diện tích cây thế mạnh được nhân rộng trên địa bàn huyện. Đến nay đã đạt được một số kết quả đáng kể, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Trong năm vừa qua, các loại cây trồng có giá trị cao đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như cây mận máu đạt 25 trên 20 ha, đạt 125% chỉ tiêu kế hoạch. Lê vàng ước thực hiện đạt 7,2 trên 10 ha, đạt 7,2% chỉ tiêu kế hoạch. Nếp hương thực hiện đạt 26 trên 20 ha, đạt 130% chỉ tiêu kế hoạch. Dâu tằm
ước thực hiện đạt 38,35 trên 20 ha, đạt 191,7% chỉ tiêu kế hoạch. Hồi, ước thực hiện đạt 310 trên 80 ha, đạt 387,7% chỉ tiêu kế hoạch. Quế, ước thực hiện đạt 445 trên 100 ha, đạt 445% chỉ tiêu kế hoạch. Cây dược liệu, diện tích thực hiện 24,5, đạt 122,25% chỉ tiêu kế hoạch. Cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức cá nhân có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP, tổ chức hội thảo lập đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Tập trung phát triển 8 sản phẩm mới, xây dựng sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn tại thị trấn Bảo Lạc, Sơn Lộ, Sơn Trường gồm các sản phẩm thịt lợn chua, bánh chưng đen, cao hà thủ ô, măng khô, thịt lợn đen sấy. Qua đó, từng bước xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hữu cơ, an toàn, hình thành các vùng liên kết sản xuất, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm có lợi thế của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Chính quyền địa phương đã chủ động về các nguồn vốn chính sách cho người dân trong thực hiện các mô hình kinh tế nông nghiệp. Để phát huy những tiềm năng và lợi thế của địa phương, thì huyện Bảo Lạc cũng xác định nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng và chúng tôi cũng đã xây dựng một cái đề án phát triển nông lâm nghiệp cho cả giai đoạn 2021-2025. Và trên cơ sở cái đề án đó thì chúng tôi tập trung bước đầu là tập trung phát triển vào những cây đặc hữu, cây có giá trị kinh tế cao và theo hướng hữu cơ, có nghĩa là các cái sản phẩm nó được ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật, là những cái sản phẩm nông nghiệp sạch và đồng thời cũng có giá trị cao. Thì hiện nay chúng tôi đang tập trung vào một số cây đặc hữu có giá trị cao như cây mận, cây lê, rồi gạo nếp hương, là những cái cây bản gọi là sản phẩm nông nghiệp bản địa nổi tiếng, và hiện nay cái sản phẩm đến mùa vụ đưa ra thị trường đến đâu thì tiêu thụ hết đến đó, và cái giá trị cũng rất là cao so với các sản phẩm ở các vùng miền khác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung phát triển các cây cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây trúc xào, rồi cây hồi, cây quế, rồi cây sở, là những cây cũng thế mạnh của huyện Bảo Lạc. Thì cái diện tích trồng hàng năm thì đều tăng, kết hợp với cái phát triển các loại cây thì chúng tôi cũng vận động tuyên truyền bà con mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất chăn nuôi, và chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các hộ gia đình cũng như nhóm hộ gia đình bằng các nguồn lực vay vốn, rồi là hỗ trợ phát triển sản xuất bằng các chương trình mục tiêu. Trong năm 2022 vừa qua thì cũng sản xuất nông nghiệp cũng có nhiều cái khởi sắc, và người dân cũng thu lợi được từ kinh tế nông nghiệp tương đối cao, và nhiều hộ gia đình trước đây là những hộ nghèo thì đến như năm 2022 vừa qua thì thu nhập ở những vùng có những cây có giá trị cao như cây hồi rồi cây quế, có những hộ gia đình có thu nhập trên 100 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bảo Lạc xác định tập trung vào 21 chỉ tiêu chủ yếu với hai nội dung đột phá, gồm phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản của địa phương theo hướng nông nghiệp hữu cơ và phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Chính vì vậy, để triển khai có hiệu quả các lợi thế về nông nghiệp, huyện tiếp tục quy hoạch sản xuất theo lợi thế từng vùng, vùng cây dược liệu, vùng cây ăn quả, mở rộng quy mô các cây trồng đặc trưng, đặc hữu, tập trung đẩy mạnh liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, mời các doanh nghiệp thực sự có năng lực và tâm huyết tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của huyện nhằm mở rộng quy mô, diện tích. Thực hiện đồng bộ quy trình khép kín trong sản xuất, từ cung cấp giống, thủy lợi, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn canh tác, chăm sóc, thu hoạch, chế biến tại chỗ, xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm.
với sự nỗ lực và sự quyết tâm của toàn đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc, thì với nhiều cái giải pháp đồng bộ cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp từ tỉnh ủy, hội đồng nhân, ủy ban nhân tỉnh cho đến các sở ngành có liên quan, rồi sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền cơ sở, thì và với sự có sự chuyển biến từ cái nhận thức cho đến hành động cụ thể của người dân, thì tôi cũng tin tưởng rằng trong năm 2023 tới đây thì kinh tế huyện Bảo Lạc sẽ có nhiều chuyển biến nhờ vào sự đột phá và phát triển trong sản xuất nông lâm nghiệp, cũng như kết hợp với phát triển dịch vụ du lịch. Và với hai cái nhiệm vụ đột phá đó thì tôi cũng tin tưởng rằng cái tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bảo Lạc cũng sẽ tiếp tục giảm và đạt được những con số như kỳ vọng của cấp trên và cũng như là nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp đặc hữu là hướng đi phù hợp với phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, giá trị kinh tế cao. Trên thực tế, huyện Bảo Lạc đã có một số sản phẩm nông nghiệp đặc hữu. Vấn đề là khâu tổ chức sản xuất quy mô cũng như quảng bá để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cần đúng trọng tâm, để cho người dùng thấy được giá trị, những đặc trưng riêng về chất lượng sản phẩm. Từ đó phát triển sản phẩm theo quy mô lớn và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng vượt trội, mang giá trị kinh tế cao. Để phát huy những tiềm năng, thế mạnh, thời gian tới, huyện Bảo Lạc tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nông, lâm nghiệp, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian 1 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2 năm 2023, tức thứ Hai, tại Hội trường tầng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Nội dung xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trụ sở làm việc các cơ quan đảng tỉnh Cao Bằng lần 2, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân cư, xóm Nà Xài, Khao Lạ, Nà Làng, Nằm Ngoại, xã Mộng Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và một số nội dung quan trọng khác. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.